Chào mọi người, mình là Lê Ngọc Hân, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Diên Phú 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Mình có mặt ở đây hôm nay để chia sẻ với mọi người cuốn sách mà mình thích nhất, khiến mình có nhiều thay đổi. Và mình nghĩ nó rất phù hợp, cần thiết đối với lứa tuổi của chúng ta và cả bố mẹ chúng ta. Các bạn thân mến, sách Kỹ Năng Sống là sách có nội dung truyền tải cũng như tổng hợp các kỹ năng sống cần thiết dành cho con người để người đọc có thể vận dụng đối mặt với đời sống thực tế. Và trên tay mình đây là một trong những cuốn sách kỹ năng sống để truyền động lực, cổ vũ giúp mình có nhiều suy nghĩ tích cực. Cuốn sách rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh, 27 bài học tự cổ vũ bản thân dành cho học sinh thiên tài của tác giả Kiếm Lăng, dịch Tuệ Văn, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, phát hành năm 2015. Theo mình, cuốn sách này rất đáng để đọc, để ngẫm và vận dụng. Với tựa đề 27 bài học tự cổ vũ bản thân dành cho học sinh thiên tài, chắc hẳn một số chúng ta sẽ nghĩ sách chỉ dành cho các bạn giỏi giang, có tài năng nổi bật. Nhưng không, đó không phải là điều mà chúng ta sẽ nhận được khi đọc hết cuốn sách này đâu nhé. Là một học sinh, một người đang bước trên con đường trưởng thành, bạn sẽ tìm cho mình những câu trả lời cho các vấn đề xoay quanh lứa tuổi, tìm được cách tự cổ vũ bản thân để tiến lên một cách lành mạnh. Là bố mẹ, thì bố mẹ sẽ tìm được cách giúp gần con hơn, hiểu được những suy nghĩ của con trên con đường trưởng thành để giúp con vượt qua giai đoạn này một cách dễ dàng nhất. Sách là chuỗi 27 bài học về các đức tính, các kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống thường ngày của mỗi bạn học sinh. Mỗi bài học được thiết kế thành 4 phần với nội dung lý thú, mới mẻ, liên kết với nhau chặt chẽ. Các nội dung cũng rất đổi gần gũi với cuộc sống thường ngày của mỗi bạn học sinh. Phần 1, chuyện xung quanh ta là những chuyện về những khó khăn, thử thách của 8 nhân vật: Văn Long, Trúc Giang, Văn Chương, Nhất Đạt, Hà Dương, Minh Phương, Thế Hùng, Văn Cường đã trải qua, và các bạn ấy đã mạnh mẽ vượt qua như thế nào, hoặc ai là người đã giúp đỡ các bạn ấy gỡ rối các tình huống này. Như trong câu chuyện Nhật Ký Thay Đổi của tiên sinh Nam Quách, Hà Dương tuy rất thông minh, ưu tú, nhưng cậu lại là học sinh cá biệt trong mắt của thầy giáo dạy nhạc, vì cậu là cao thủ soi nhạc. Cậu rất tự ti về việc này nên chẳng bao giờ cậu có tiếng hát của mình ngoài giờ học nhạc ở lớp. Lớp chuẩn bị có cuộc thi tốt ca nên cậu đã cố gắng tập hát rất nhiều ở nhà cho đúng nhịp điệu dưới sự trợ giúp của mẹ, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, Hà Dương đã nghĩ ra cách nhờ mẹ đánh đàn điện tử, còn cậu hát theo để nắm đúng các nốt. Sau hàng trăm lần, trong một buổi tối, cậu đã có tiến triển. Mấy ngày hôm sau, cứ thời gian rảnh, cậu lại ngân nga ca hát. Các bạn, cả thầy dạy nhạc cũng kinh ngạc trước sự tiến bộ của Hà Dương. Và câu nói của thầy dạy nhạc để lại cho mình một bài học quý báu về sự nỗ lực, kiên trì. Một người hát xa nhạc trầm trọng như Hà Dương còn không sợ thất bại, sau nhiều lần luyện tập đã có thể hát được như thế, thì tin rằng tất cả mọi người đều có thể giành được thành công bằng sự nỗ lực của mình. Và mình cũng rất thích câu chuyện của Văn Long và bố mẹ ở bài đọc số 17, Dũng Cảm Nhận Lỗi. Văn Long đã nhìn chiếc bài của Trúc Giang trong lúc kiểm tra và được điểm tốt, vui mừng chưa được lâu, cậu đã bị Trúc Giang vạch trần việc làm của mình. Cậu chẳng những không nhận lỗi mà còn giận dữ với bạn mình. Cậu đem câu chuyện của mình kể lại cho mẹ nghe và vẫn khẳng định việc làm ấy của mình chỉ là đối chiếu bài với Trúc Giang rồi sửa lại tí đi thôi chứ không chịu nhận lỗi. Buổi tối hôm ấy, mẹ rủ cả nhà chơi trò chơi. Trong lúc chơi, bố mẹ liên kết với nhau đưa ra những ám hiệu khiến cậu thu tơi tỏ. Cậu yêu cầu bố mẹ ngừng những hành động ấy vì việc làm ấy trong lúc chơi là ăn gian. Mẹ cậu lúc này mới cười, bảo: "Vậy con lấy nhìn bài của Trúc Giang thì có phải là chiếc bài không?" Lúc này, Văn Long đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Con biết con sai ở đâu rồi, bây giờ con sẽ gọi điện thoại cho Trúc Giang xin lỗi." Hai khu bố mẹ Văn Long đã có một cách giúp cậu nhận lỗi thật tuyệt vời. Đôi lúc, bố mẹ cũng thật nghiêm khắc trong việc dạy bảo chúng ta, nhưng cũng có lúc bố mẹ thật tâm lý. Cảm ơn bố mẹ đã luôn đồng hành cùng chúng con vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống để chúng con bước đi trên con đường trưởng thành thật tốt. Phần 2, trưởng thành cùng người nổi tiếng như một minh chứng để chứng tỏ rằng thì ra người nổi tiếng cũng gặp những khó khăn, phiền não giống chúng ta trong quá trình trưởng thành đấy. Nhưng nội dung nhấn mạnh ở đây
là cách họ đã vượt qua như thế nào để tốt hơn, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ví dụ như, nối tiếp trong bài học thứ nhất, mình được đọc một câu chuyện khá thú vị về nhà phát minh người Mỹ Thomas Alva Edison, và mình được truyền thêm động lực về đức tính kiên trì khi thấy được sự nhẫn nại, bền bỉ của ông vua phát minh này. Có thời điểm, sự nghiệp của ông đã bị đưa về điểm xuất phát, nhưng ông không nản lòng bỏ cuộc, mà coi đó là một điều may mắn. Ông có thể bắt đầu là hành trình mới, gặt hái được nhiều thành tựu mới. Qua đó, mình càng thích câu nói được in trên trang bìa sách: tư duy thay đổi, suy nghĩ thay đổi, rất có thể bạn sẽ trở thành một học sinh thiên tài. Các bạn thân mến, khi đối mặt với những chuyện không như ý, bằng thái độ lạc quan, tích cực nhất, bạn sẽ nhận ra rằng bất cứ việc gì cũng có mặt tích cực, đáng để ta học tập. Khó khăn dù lớn đến đâu cũng không thể cản bước chúng ta. Ngược lại, chúng có thể trở thành nguồn sức mạnh, thôi thúc chúng ta tiến về phía trước. Vậy nên hãy tin tưởng, tự tin vào bản thân, yêu thương bản thân hơn. Đừng nản chí, bỏ cuộc các bạn nhé. Phần 3, xoay quanh những câu hỏi khám phá tâm lý, tự nhiên, cách vận dụng các kỹ năng xử lý tình huống, trò chơi khích lệ tinh thần qua các nội dung, trách nhiệm tâm lý, thí nghiệm nhỏ, sáng tạo, mình nên làm thế nào? Ở phần này, mình học được rất nhiều điều thú vị, từ việc kiểm tra đánh giá tâm lý của bản thân, đến việc làm sao để rèn luyện các kỹ năng sống mà các bài học đã đề cập tới. Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta ít nhất cũng đã ở trong tình huống khó chịu trong lòng, vì có lỗi với người khác, không biết làm cách nào để truyền đạt lời xin lỗi của mình đến đối phương. Vậy thì hãy mở sách trang 180, các bạn sẽ học được một số cách xin lỗi để thể hiện thành ý với đối phương đấy. Mỗi lời xin lỗi chân thành được gửi đi, chúng ta chắc chắn sẽ nhận lại được sự thông cảm và tha thứ của đối phương, và chắc chắn tâm trạng của chúng ta cũng sẽ tốt hơn nhiều. Theo mình, đó cũng là một cách chúng ta đã tự cổ vũ bản thân vượt qua chính mình. Phần 4, trạm xăng 5 phút, đọc hết cuốn sách. Chúng ta sẽ dừng ở tất cả 27 trạm xăng như thế này, như một nơi để đúc rút kinh nghiệm cho bài học chúng ta vừa đi qua bằng các câu nói nổi tiếng của các doanh nhân và một ít lời chia sẻ ngắn gọn, xúc tích nhưng lại mang tính khích lệ tinh thần rất cao. Chẳng hạn, ở trạm xăng số 6, mình rất thích nội dung đúc kết: lý tưởng không phân biệt nghề nghiệp sang hèn, một xã hội vừa cần các nghệ sĩ cũng vừa cần có người nông dân, thì bất cứ nghề nào cũng không được. Điều quan trọng nhất là sau khi đã có lý tưởng, không chỉ dừng lại ở việc suy ngẫm mà chúng ta phải nỗ lực hành động để thực hiện lý tưởng. Điều này khiến mình càng tự hào hơn về việc bố mình là một tài xế lái xe, mẹ mình là một cô thợ may nhỏ bé ở một chợ quê. Mình càng tự tin hơn về ước mơ trở thành đầu bếp của mình, vì không nhà khoa học nào có thể phát minh ra được nhiều điều thú vị, hay nhà thơ nào có thể sáng tác ra những án thơ hay mà không còn phải ăn, đúng không các bạn? Ngoài ra, ở trạm xăng số 13, mình học được cách khoan dung hơn với bạn bè mỗi khi chúng mình xảy ra mâu thuẫn, hiểu bố mẹ hơn mỗi khi bố mẹ phê bình mình. Vì ở trạm xăng này, mình học được cách đứng trên vị trí của người khác để suy nghĩ về vấn đề. Như câu nói nổi tiếng của Khổng Tử được trích dẫn: việc mình không muốn làm thì đừng bắt người khác làm. Các bạn thân mến, khi ta học được cách tự cổ vũ bản thân, cũng là lúc ta trân trọng và đặt niềm tin vào bản thân. Ta biết ta có thể làm được, ta có thể làm tốt, ta không gục ngã, ta sẽ bước qua. Theo mình, nếu có cuốn sách nào khiến ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc sau khi đọc xong, thì đó chính là 27 bài học tự cổ vũ bản thân dành cho học sinh thiên tài của tác giả Kiếm Lăng, dịch Tuệ Văn. Vậy chúng ta hãy cùng nhau, cùng bố mẹ hòa vào những trang sách đầy tuyệt vời này nào. Các bạn biết không, chúng ta có thể đến hệ thống các nhà sách, từ viện trường, từ viện lớp để tìm đọc từng trang của cuốn sách này. Hoặc chúng ta có thể vào các trang đọc sách điện tử, gõ tên sách để tìm đọc. Đặc biệt, chỉ cần nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube Sách và Trí Tuệ Việt, các bạn sẽ được lắng nghe những bài giới thiệu, cảm nhận về những cuốn sách rất tuyệt vời đấy. Hay các bạn ghé thăm trang Facebook Thư viện trường tiểu học Diên Phú 1 của tụi mình để đón đọc thêm nhiều bài giới thiệu sách hay và bổ ích khác nhé. Các bạn ơi, hãy để sách và việc đọc sách khiến bạn hạnh phúc hơn mỗi ngày, để bạn có động lực quốc vọng cống hiến mỗi ngày của mình cho tương lai, cho xã hội.